Chào cả nhà, chào cả nhà đã quay lại với Trang Nguyễn FR cuộc sống tại Pháp. Để tiếp tục nhận được tất cả các video của mình thì mọi người hãy đăng ký cho mình nhé. Hãy đăng ký trang của mình là Trang Nguyễn FR cuộc sống tại Pháp. Mọi người có thể tìm là Trang Nguyễn FR hoặc là Trang Colombia FR. Thì nhá, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người món tráng miệng ở bên này dành trẻ con. Thì tráng miệng hôm nay mình sẽ ăn giới thiệu cho mọi người các cái để ăn với lại crepe với lại ăn mơ lông nhá. Thì đầu tiên là đấy, đây quả mơ lông là quả dưa ở bên Pháp đấy nhá, ở Việt Nam mình gọi là quả dưa. Thì là bây giờ từ từ con muốn ăn với cái gì? Muốn ăn với sang chia nhá. Cái gì đấy, mẹ ăn gì này? Chưa cơ, không, cái này ngọt rồi. Con nhìn này, cái này không ngọt đâu. Cái này không ngọt đâu. Cái gì mà con đấy, lên mẹ ăn cho nhá. Mình nhìn này, con nhìn này, xong con bảo thôi nhá. Thôi mời cả nhà ăn cùng với mình nhá, ăn ngon không nhá? Ngon. Ngon quá. Thế con lấy cái này xem, thế con lấy cái thìa nhá. Mẹ làm cho con nhá. Mẹ làm cho con. Đây. Ngon hết. Quả này ngon quá. Ngon hết nhỉ. Ngon lắm cả nhà. Ngon quá. Cái này ngon quá. Để chị ăn tí nhé, em Lucy ăn tí nhé. Thôi lấy mẹ để xúc cho. Ăn nữa mẹ xúc cho. Mẹ xúc. Con muốn ăn. Lần nữa. Bây giờ em khép, muốn khép không? Không. Tiếp nha, tiếp là mình sẽ ăn món khép nha. Món khép nào. Con đã cái này cho. Không, chanh là ăn với cái khác, món khác con ạ. Nào, bây giờ nhá, crepe này mình sẽ ăn với lại ăn kẹo này. Đây này, con tự gấp vào nhá. Gấp kẹo nào? Kẹo này nhá. Wow, ngon lắm. Ngon tuyệt vời.
ngọt lắm cơ. Ừ. U là. Mật ong chanh thì cực kỳ ngon luôn. Có muốn ăn mật ong không? Hả? Con muốn ăn mì mật ong không? Không. Không à? Không ạ. Con cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ. Nhưng mẹ lại bắt một tí đâu. Đây. Mọi người thấy không? Chanh này, chanh với lại mật ong ăn với khép này cực kỳ ngon nhá. Thường gấp như thế thì để nó khỏi chảy thì mọi người sẽ gấp theo kiểu đấy này. Ngon quá. Mẹ chua đấy nhá. Chua. Ăn như vậy là chua đấy. Con ăn với sếp mà. Con ăn với sếp mà. Con ăn với đường à? Nguồn hoa mẹ lấy đường nữa. Ngon quá. Bây giờ mình ăn với lại mứt nha. Mứt này là quả sơ ri. Quả sơ ri mứt đấy. Con muốn ăn với này cơm. Được rồi. Này ngon lắm. Ngon lắm cả nhọn. À, đi cô. Đấy, ăn đi. Cho vào quả đào à. Thì là mứt đào nhá. Ở nhà nhá, mứt đào. Mứt đào. Mẹ mua mứt đào cho con như thế nha. Mẹ mua cho con để xem kiểu nấu nhé. Ngon quá. Với cô đâu? Thế đây chắc là ăn đi. Đâu con thế. Đấy đấy đấy. Thôi chào, chào mọi người nào. Chào mọi người. Thì con giơ tay lên. Chào. Để được theo dõi tiếp theo các món ăn của mình này thì mọi người hãy đăng ký cho mình nhé, ủng hộ mình để mình sẽ có động lực làm video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại.